Vâng thưa quý vị, thông tin về việc nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị qua đời đã gây ra một cú sốc không chỉ đối với nước Anh mà với toàn bộ người dân trên toàn thế giới. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Quang Dũng, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực châu Âu để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về sự kiện lần này. Vâng, xin chào anh Quang Dũng. Thưa anh, thông tin về việc là nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị qua đời vào chiều qua theo giờ Anh đang gây ra một cú sốc lớn. Anh có thể cho chúng tôi biết thêm những thông tin mới nhất hiện nay tại châu Âu? Vâng, việc nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị qua đời thì đang tạo ra một cú sốc tình cảm rất lớn đối với người dân Vương quốc Anh. Trong cả ngày hôm qua 18 tháng 9 thì mọi tin tức truyền thông tại Anh thì đều tập trung quanh vấn đề sức khỏe của nữ hoàng Anh, đặc biệt là sau khi điện Buckingham ra thông báo vào giữa trưa ngày 18 tháng 9 về việc là nữ hoàng cần phải nghỉ ngơi dưới sự giám sát của các bác sĩ. Ngay khi đó thì các hãng truyền thông lớn tại Anh đã bắt đầu lên các bản tin đặc biệt và người dân Anh thì cũng bắt đầu đổ xô về lâu đài Balmoral. Hầu hết dư luận Anh đã có dự cảm về một tin tức xấu khi chứng kiến lần lượt tất cả các nhân vật thân cận nhất trong Hoàng gia Anh, từ Thái tử Charles, Hoàng tử Andrew, Hoàng tử William, đã vội vã tập trung về lâu đài Balmoral. Sau đó nên khi điện Buckingham chính thức ra thông báo rằng nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã qua đời vào cuối giờ chiều ngày 8 tháng 9, thì người dân Anh cũng không quá đột ngột. Tuy nhiên thì một tâm lý xúc động mạnh đã bao trùm đất nước, nước. Mọi tin tức tại Anh hiện nay thì đều xoay quanh việc nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời và hàng ngàn người dân Anh đã đổ về quanh lâu đài Balmoral cũng như điện Buckingham để bắt đầu tưởng nhớ nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Cho đến nay thì các thông tin ban đầu cho thấy là Vương quốc Anh sẽ tổ chức một tang lễ hoàng gia ở quy mô lớn chưa từng có cho nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, vị quân chủ có thời gian trị vì 70 năm lâu nhất trong lịch sử Vương quốc Anh và có lẽ cũng là vị quân chủ Anh được biết đến nhiều nhất trên thế giới. Ngoài tin tức liên quan đến tang lễ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cũng như là các di sản của bà, thì truyền thông Anh cũng đề cập nhiều đến vị vua mới của Vương quốc Anh đó là Thái tử Charles. Thế tử Sác thì đã chính thức lên làm vua của Vương quốc Anh và lấy vương hiệu là Sác là Đệ Tam. Thấy là ngoài Vương quốc Anh thì chắc chắn việc nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị qua đời cũng là sự kiện lớn đối với các quốc gia châu Âu. Vậy thì các nước châu Âu đã có những phản ứng đa sao về việc nữ hoàng Anh qua đời và có những đánh giá như thế nào về kỷ nguyên mới của hoàng gia Anh? Thưa anh Quang Dũng. Các nước châu Âu thì đều có chung một phản ứng thống nhất đó là gửi các lời chia buồn sâu sắc đến hoàng gia, chính phủ cũng như là người dân Anh hầu hết các hoàng tộc châu Âu, các nguyên thủ châu Âu như là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hay là Thủ tướng Đức Olaf Scholz rồi các lãnh đạo của Liên minh châu Âu thì đều đánh giá nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị là một người đặc biệt. Không chỉ vì bà đã trị vì vương quốc Anh trong 7 thập kỷ là một chứng nhân của các biến động lớn nhất trên thế giới trong gần một thế kỷ qua mà còn vì bà còn được xem là một vị quân chủ có cách hành xử rất đáng được tôn trọng. Tổng thống Đức ông Franz Walter Steinmeier thì ca ngợi bà là người đã thúc đẩy sự hòa giải giữa Vương quốc Anh và nước Đức sau chiến tranh thế giới thứ hai. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì ca ngợi nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị như là một người đã ghi dấu ấn trong lịch sử của Vương quốc Anh và của thế kỷ 20, đồng thời là một người bạn lớn của nước Pháp. Trong số các nước châu Âu thì nước Pháp có một liên hệ khá đặc biệt với nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị bởi trong cả cuộc đời của mình thì nữ hoàng Anh đã có tới 13 lần đến thăm nước Pháp, con số nhiều nhất với một quốc gia nằm ngoài khối Thịnh Vượng Chung. Về tổng thể thì có thể nói là truyền thông và dư luận châu Âu dành cho nữ hoàng Anh một sự tôn trọng rất lớn. Và từ chiều ngày 8 tháng 9 thì hầu như tất cả các kênh truyền hình, các tờ báo lớn tại châu Âu thì đều phát các bản tin đặc biệt về nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị. Tuy nhiên thì các nhận định từ châu Âu đối với tương lai của hoàng gia Anh thì không tích cực như vậy. Nhiều sư gia, nhiều học giả tại châu Âu thì đánh giá là việc nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị qua đời thì đã chấm dứt một thời kỳ ổn định kéo dài của nền quân chủ Anh. Bởi nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị thì đã là trụ cột, đã trèo lái hoàng gia Anh qua rất nhiều cuộc khủng hoảng lớn gây ra bởi con cháu của bà. Vì thế nên khi cây đại thụ này ngã xuống thì mức độ quan tâm và ủng hộ của dư luận Anh, của dư luận châu Âu đối với hoàng gia tại Anh thì chắc chắn đã sẽ sụt giảm. Nhất là khi mà uy tín của hoàng gia Anh bị tổn hại khá nhiều sau các bê bối gần đây liên quan đến hoàng tử Andrew hay là hoàng tử Harry. Có thể nói là với châu Âu thì việc nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị qua đời là một cột mốc lịch sử, đánh dấu sự chấm dứt của một thời kỳ kéo dài gần một thế kỷ, chứng kiến những biến động lớn nhất nhưng có lẽ cũng là đáng nhớ nhất trong lịch sử cận đại và hiện đại của châu Âu và mở ra một thời kỳ mới với rất nhiều bất định.